những cơn gió ban mai làm cho mặt đất ướt sũng vì những trận mưa thu đông cứng lại. Lúa mì mùa đông đã trổ đồng. Một màu xanh tươi nổi bật trên những lớp dạ màu nâu sẫm của vụ lúa mì mùa thu bị đàn gia súc giẫm nát và những đám lúa mì màu vàng tươi. Xen kẽ với những dải lúa kiều mạch màu đỏ những ngọn cây và những khóm rừng. Về cuối tháng 8 còn là những hòn đảo xanh dờn nổi giữa những cánh đồng lúa mì và những ruộng dạ đen thì nay đã trở thành những cù lao vàng óng và đỏ rực giữa những đám lúa mì mùa đông xanh ngắt. Giống thỏ xám thay lông đã gần xong. Những lứa chồn mới rẻ trong mùa bắt đầu chạy ra ngoài, và sói con đã lớn vóc hơn chó nhà. Đó là thời tiết thuận lợi nhất để đi săn. Rockstop vốn là một thanh niên rất ham mê săn bắn. Bầy chó của chàng không những dùng sức nhiều trong cái buổi đi săn mà còn mệt mỏi đến nỗi một buổi họp những người săn bắn đã quyết định cho chó nghỉ 3 ngày và đến ngày 16 tháng 9 thì sẽ lùa chó. Đi săn, bắt đầu từ cánh rừng sồi nơi mới phát giác một lứa sói non còn nguyên. Tình hình ngày 14 tháng 9 là như vậy. Cả ngày hôm ấy, đội săn không ra khỏi nhà. Khí trời giá rét buốt đến tận xương, nhưng về chiều thì sương mù bắt đầu buông xuống, và khí trời có chiều dịu lại. Sáng ngày 15 tháng 9, Rockstop mặc áo ngủ nhìn ra cửa sổ thấy rằng không thể nào ước ao một buổi sáng đẹp trời hơn nữa để đi săn. Vòm trời tựa hồ như tan giữa và sa xuống sát đất. Không có lấy một hơi gió thoảng. Trong không khí chỉ có một sự vận động duy nhất là một thứ sương mù nhỏ li ti như bụi đang từ từ buông xuống. Những giọt sương trong suốt treo trên các cành cây trơ trụi trong vườn rồi rơi xuống lớp lá vàng mới rụng. Mặt đất trong vườn giàu ướt sũng và đen nhánh như hạt phù dung và cách đó không xa hòa lẫn vào màn sương sẫm đục và ẩm thấp. Nikolai bước ra bậc thềm ướt át đầy những dấu chân bùn lầy. Không khí nồng nặc mùi lá ải và mùi chó săn. Mika, một con chó cái đen có đốm, mông rộng, hai mắt đen to và lồi, thấy chủ ra thì nhổm dậy, vươn dài mình dạp xuống như một con thỏ rồi bỗng nhảy chồm lên liếm mũi, liếm ria mép chàng. Một, con chó bóc roi, khác đang đứng bên bồn hoa thoạt trông thấy chủ liền cong. Lưng chạy nhào đến bậc thềm dựng lông đuôi lên rồi đến cọ mình vào chân Nikolai. Vừa lúc ấy vang lên tiếng hú ra hiệu của người đi săn, một thứ tiếng không thể bắt chước được, trong đó có một giọng trầm sâu thấp nhất hòa lẫn với giọng kim sắc nhọn nhất. Ô hô ô ôi, ô hô ô ôi. Và Danilo, người quản cầu thứ nhất, từ góc nhà bước ra, tóc cắt theo kiểu Ukraine, ra. Mặt nhăn nheo tay cầm một cái roi ra tết. Dài cuốn lại, hắn có cái dáng điệu độc, lập tự chủ và xem khinh mọi sự ở rời, mà chỉ những người đi săn mới có. Thấy chủ, hắn giơ tay cất cái mũ bịt kiểu xế chết và nhìn chàng một cách khinh miệt. Vẻ khinh miệt ấy không làm Nikolai mếch lòng. Chàng biết rằng tuy Danilo coi khinh tất cả và tự đặt mình cho lên trên mọi người nhưng hắn vẫn là người nhà và là người phu săn của chàng. Trong một thời tiết lý tưởng để đi săn như vậy, trước bầy chó săn và người quản cầu thứ nhất, chàng thấy mình bị lôi cuốn theo niềm say mê không sao cưỡng lại được. Khiến cho người đi săn quên hết mọi điều dự định từ trước như một kẻ si tình trước mặt người yêu. Danilo, Nikolai gọi. Cậu truyền lệnh như thế nào ạ? Danilo hỏi. Giọng trầm trầm như giọng của một ông thầy dòng giúp lễ, cái giọng khàn, dè dè vì phải luôn mồm gào thét lũ chó, và hai con mắt đen sáng quắc của hắn liếc nhìn ông chủ đang im lặng như muốn nói. Thế nào? Hay là không cầm lòng được nữa? Ngoặc kép, hôm nay tốt trời đấy nhỉ? Đi săn cũng tốt mà phi ngựa cũng tốt nhỉ. Nikolai vừa nói vừa gãi gãi phía sau tai con miêu cơ. Danilo không đáp, chỉ nháy mắt mấy cái. Tôi đã cho thằng Uvaka đi nghe ngóng từ lúc tảng sáng sau một lát im lặng. Hắn mới nói, vẫn với cái giọng trầm trầm ấy Uvaka bảo là nó đã rời ổ sang cấm địa Ochatnio, hắn đã nghe tiếng chu ở đó. Mở ngoặc đơn. Thế nghĩa là con chó sói cái mà họ dò được đã đưa bầy con sang khu rừng cấm của điền trang Ochatnio, một khoảng đất săn nhỏ, cách nhà hai dặm Nga. Chấm. Thế thì phải đi chứ. Nikolai nói anh gọi cả thằng Uvaka đến ta bảo. Xin tùy cậu. Thế thì hẵng khoan cho chó ăn đã nhé. Vâng ạ. 5 phút sau, Danilo đã đứng trong gian phòng làm việc rộng rãi của Nikolai.
Danilo không to lớn mấy, nhưng ai thấy hắn đứng trong một gian phòng cũng có ấn tượng như khi nhìn thấy một con ngựa hay một con gấu đứng trên sàn gỗ đánh xi. Giữa những bộ bàn ghế, trong khung cảnh sinh hoạt của con người. Chính hắn cũng cảm thấy thế. Và cũng như thường lệ, hắn đứng ở cửa cố gắng nói thật nhỏ, không cựa quậy, sợ nhỡ làm đổ vỡ cái gì trong nhà ông chủ Trăng, hối hả nói cho xong những điều cần nói đến chóng được ra ngoài trời. Khi chàng đã tra hỏi xong xuôi và đã đòi cho kỳ được Danilo công nhận rằng bầy chó vẫn khỏe. Chính Danilo cũng thèm đi lắm. Nikolai ra lệnh đóng yên cương. Nhưng khi Danilo sắp lui ra thì Natasha tóc chưa vấn, áo chưa mặc xong, bước nhanh vào phòng, mình quấn cái khăn choàng lớn của U già Pertia cũng chạy theo sau. Anh đi đấy à? Nàng hỏi em biết mà. Sonia cứ bảo là các anh không đi. Nhưng em biết trời như thế này thì không đi không được. Phải Nikolai miễn cưỡng đáp. Hôm nay chàng muốn đi săn một chuyến cho thật ra trò nên không muốn đem Natasha và Pertia đi phải bọn ta đi đây, chỉ săn chó sói em mà đi thì sẽ phát chán. Nhưng anh cũng biết là em thích nhất món đó Natasha nói thế là không tốt. Đi săn, sai đóng yên, mà chẳng nói gì với chúng em cả. Đối với người Nga, mọi trở ngại đều vô nghĩa, chúng ta đi thôi. Pertia reo lên. Nhưng em không đi với bọn anh được, mẹ đã bảo là em không được đi. Nikolai bảo Natasha. Không, em cứ đi, thế nào em cũng đi. Natasha nói, giọng cương quyết. Danilo, bảo đóng yên cho chúng tôi và bảo Mikhailo dắt mấy con chó Bordeaux của tôi ra nhé, nàng nói với người quản cầu. Chỉ đứng trong một gian phòng thôi Danilo cũng đã cảm thấy bất tiện và khó chịu, đã thế lại còn giao thiệp với một cô tiểu thư, bất cứ về việc gì, hắn càng không cho là một việc không sao làm nổi. Hắn nhìn xuống đất và vội vàng lui ra tưởng như những lời nói ấy không liên quan gì tới hắn, và bước cẩn thận tưởng chừng chỉ sợ nhỡ ra làm tổn thương gì đến cô chủ Trăng.